Hello, xin chào quý anh chị em trên kênh YouTube của Đoàn Quý Lâm. Xã hội của chúng ta bây giờ rất lắm trò đúng không? Cả cộng đồng bị cuốn vào những cái sự kiện của một tổ chức hay là một vài cá nhân. Nhân đây thì mình cũng không ngoài luồng, mình cũng tham gia vào một chút để từ từ những cái sự kiện như vậy, mình phân tích bản chất của vấn đề và cái bản chất của cuộc sống của chúng ta để mà chúng ta nhận chân cái vấn đề, chúng ta sống cho nó an lạc. Mặc dù là bên ngoài có những vấn đề như vậy, chúng ta cũng đừng để cho nó lôi kéo chúng ta đi. Đó là lý do vì sao mà Đoàn Quý Lâm không có nhảy bổ vào để phân tích những cái vấn đề nóng của xã hội ngay lập tức. Rồi, trước đây đối với công việc báo chí thì Đoàn Quý Lâm sẽ tham gia rất tích cực vào những cái phân tích vấn đề xã hội. Nhưng bây giờ Đoàn Quý Lâm rất là bình thản trước mọi cái biến cố, rất bình thản trước mọi thông tin, rất là bình thường. Bởi vì mọi thứ nó diễn ra, bất cứ vấn đề gì nó đều có một cái nguồn gốc, có một cái lý do của nó hết. Và nó đều chỉ là những cái trải nghiệm của giữa cái cuộc đời này. Hẳn là nhiều anh chị em sẽ quan tâm cái thông tin mới đây nhất như hôm qua và hôm nay thì có thể mở ra trên mạng xã hội là liên quan nhiều nhất đến Hoài Linh và cái việc giữ cái số tiền hơn 13 tỷ của quyên góp từ thiện và không có đưa cho cái đối tượng được nhắm đến để quyên góp, được để mà đưa từ thiện, đó là đồng bào lũ lụt ở miền Trung. Cái chuyện mà Hoài Linh giữ lại thì nói về mặt pháp luật thì cũng có luật luật sư phân tích là nó có vi phạm vào cái luật về cứu trợ cứu nạn quyên góp. Thì theo quy định ấy, của một cái thông tư thì sau khi kết thúc quyên góp 20 ngày, đó là cái hạn định để phải đưa tiền tận nơi cho đối tượng được hưởng. Thì nếu mà tính theo pháp luật thì Hoài Linh đã vi phạm. Nhưng mà pháp luật thì cũng chỉ là tương đối. Cái điều tuyệt đối ở đây đó là cái sự chân thật. Hoài Linh có chân thật ở trong cái vấn đề này không? Mình đã nói trong một clip, chúng ta chỉ có thể đạt được cái sự hạnh phúc, cái sự tự do tuyệt đối khi chúng ta thực sự chân thật. Ở đây Hoài Linh hay bất cứ ai khác sẽ đều trải nghiệm được cái sự khổ, cái sự sự rất khổ của cái việc thiếu chân thật. Chứ tối qua thì Hoài Linh đã lên một cái clip để giải bày. Nhưng mà chúng ta sẽ quan sát về nhân dạng, về cử chỉ, về thái độ, về lời ăn tiếng nói và sâu chuỗi với cái sự kiện này thì chúng ta thấy cái thứ thiếu vắng của cái sự chân thật ở trong này khó thể biện minh được. Anh giữ tiền rồi anh không làm cái điều mà anh đã tuyên bố trước khi anh quyên góp, và rồi bây giờ anh nói là lý do này lý do nọ. Trong cái thời gian mà Hoài Linh kêu rằng là vì dịch mà không đi làm được thì chúng tôi vẫn đi xuyên Việt, chúng tôi vẫn đi khắp mọi nơi, có sao đâu, mọi người vẫn tổ chức bầu cử đó thôi, có sao đâu. Đó là không phải là một lý do. Dịch có lúc tăng có lúc giảm, có lúc nóng có lúc nguội, không phải là một cái lý do. Và điều rất là đáng tiếc là ở con người này đó là thiếu vắng, nếu mà khi mà thiếu vắng sự chân thật thì mọi cái danh tiếng, mọi cái thứ giá trị mà đã tích lũy bấy lâu nay của anh ta gần như là đổ vỡ, và chúng ta thấy một cái gương mặt tiều tụy, một cái gương mặt đầy lo âu, một gương mặt kém tự tin đã xuất hiện ở trên Hoài Linh trong cái clip và tối qua anh ta giải bày. Đó là một điều đáng tiếc. Nếu như anh ta thành thật ngay từ đầu, tại vì Hoài Linh không có thiếu tiền để đến mức phải làm càn. Một cái người mà có thương hiệu, phải nói là số 1
trong cái làng giải trí hài kịch của Việt Nam và hải ngoại nữa. Và đã hành nghề hàng chục năm rồi, 30 năm rồi. Và cái mỗi cái sự xuất hiện của Hoài Linh ở bất cứ nơi đâu đều có tiền, đều mang lại tiền cho Hoài Linh. Và bất cứ một show diễn nào đều mang lại rất nhiều tiền cho Hoài Linh. Và anh ta sống độc thân, đâu phải cần quá nhiều tiền để mà đi giữ một những cái đồng tiền đó cho nó sinh ra cái tai tiếng ngày hôm nay, cái nhân đó trổ cái quả ngày hôm nay. Đó là một điều đáng tiếc cho Hoài Linh, một người mang lại tiếng cười, sự giải trí, mang lại niềm vui. Chúng ta sẽ hiểu được rằng là cái từ khóa là hài Hoài Linh. Hài Hoài Linh là một từ khóa rất nổi tiếng trên mạng, và bản thân Đoàn Quý Lâm cũng search để xem rất nhiều lần. Anh Hoài Linh diễn hài một cách phải nói là rất là tự nhiên, rất tự nhiên. Cái điều đó là một cái bẩm sinh, năng khiếu bẩm sinh mà ít có người có được. Nó không có gượng gạo, không có kiểu là cố gắng, không có cái kiểu mà thô hay là nhạt. Nó vừa tự nhiên mà lại vừa sâu sắc. Nhưng mà đó, chúng ta thấy không, cái tầm quan trọng của sự chân thật, tầm quan trọng của sự chân thật. Và ở đây chúng ta còn phải thấy là cái sự thông minh nữa trong cuộc sống. Cái sự thông minh và chân thật và tình yêu ở trong cuộc sống, nó sẽ giúp cho chúng ta đi trên cái đại lộ thanh thang của tự do mà không gặp bất cứ một vật cản nào. Bất cứ một vật cản nào cũng đều rất là nhỏ trước cái sự chân thật, cái lòng yêu thương. Cái điều này chúng ta hãy ngẫm nghĩ và chúng ta sẽ thấy. Còn nếu mà phân tích về làm từ thiện thì Đoàn Quý Lâm đã phân tích từ thời mà Thủy Tiên đi làm từ thiện. Thực ra thì cái việc mà Hoài Linh giữ tiền quyên góp và Thủy Tiên mang tiền từ thiện đi 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 trao hàng loạt đối với Đoàn Quý Lâm, nó không có điều nào là tốt hơn điều nào, không có điều nào xấu hơn điều nào cả. Cái việc mà Đoàn Quý Lâm phê phán cái việc làm từ thiện bề bãi, bừa bãi á, là đã bị ném đá nhiều, nhưng mà mình không ngán, mình không sợ, bởi vì mình chân thật mà. Đoàn Quý Lâm nói cái sự chân thật là nó không ngán ngại một cái thứ gì hết. Còn cái câu nói cây ngay không sợ chết đứng, nhưng mà chúng ta phải đủ cái trí để chúng ta nhìn vào chân vấn đề, chân thật của vấn đề này. Cái làm từ thiện á, cái nó trở thành một cái phong trào rất lớn của người Việt Nam mình, và làm rất là bừa bãi, rất là lộn xộn, để cho nhiều người lợi dụng, đặc biệt là những người có thương hiệu, họ đứng ra họ lợi dụng, họ rất dễ quyên góp tiền. Nếu Đoàn Quý Lâm mỗi lần lũ lụt miền Trung mà Đoàn Quý Lâm đứng ra quyên góp tiền cũng sẽ quyên được rất nhiều. Thậm chí có người chủ động liên lạc bảo đưa tiền, đưa xe cho Đoàn Quý Lâm để đi làm từ thiện, đưa về miền Trung để phân phối, nhưng mà Đoàn Quý Lâm đã từ chối. Từ chối bởi vì sao? Mình nhìn thấy rồi. Cái từ thiện mà cái kiểu mà vác tiền vác hàng đến đập vào người ta, tràn vào nhà người ta, thì là một cái cách mà làm từ thiện mà nó gây hại chứ không có lợi, gây hại cho người được hưởng đấy. Đương nhiên là nó có thể có lợi cho cái người đi làm từ thiện về mặt danh tiếng hay về mặt quyên góp rồi gian dối ở trong đó, nhưng mà về cái mặt mà người nhận từ thiện đấy, không phải bao giờ được giúp đỡ cũng tốt là tốt. Cái này phải có cái óc phân tích một chút thì mới nhận thấy, chứ không phải là nhiều người họ nhìn rất là sơ đẳng, rất là sơ sài, rất là cạn cợt là ok, cứ đưa tiền, người giàu đưa tiền cho người nghèo là tốt, người giàu cứ đi làm từ thiện cho người nghèo là tốt, người giàu cứ giúp đỡ người nghèo là tốt. Thực ra có những cái sự giúp đỡ nó làm cho con người ta đứng vững trên đôi chân của người ta thì đó là điều tốt. Còn giúp đỡ mà làm cho người ta trở nên lệ thuộc, đó là điều xấu. Và chúng ta thấy có rất nhiều người dân, nhiều vùng dân tộc thiểu số, nhiều cái vùng quê nghèo đã trở nên lệ thuộc nguồn từ thiện. Và họ đã trở nên lười biếng, trở nên là không sống vui như trước đây họ sống với cuộc sống của họ. Có thể là nghèo một chút, có thể thanh đạm một chút, nhưng mà nó trong trẻo, nó an bình. Còn các cái đoàn từ thiện, hội nhóm từ thiện, các thứ, rồi đưa vào làm cho người ta trở nên
lệ thuộc là người ta bắt đầu người ta sinh ra là cuộc sống người ta bắt đầu tiêu xài rồi bắt đầu sống hư hỏng. Chúng ta không khó để lấy những cái ví dụ này. Ví dụ như làm từ thiện ở cầu Cần Thơ, cái vụ sập cầu Cần Thơ cách đây cũng khá lâu rồi, thì những cái gia đình mà nhận từ thiện đến hàng trăm triệu rồi hàng tỷ đồng, thì người ta bắt đầu sinh ra cờ bạc để đón, ăn nhậu, chơi bời, và người ta tưởng rằng là sẽ tiếp tục là có được hưởng từ thiện giống nhận cái tiền cho quá dễ dãi như vậy nữa, là người ta không có cố gắng lao động như trước và vô tình hình là phá vỡ cái cuộc sống quen thuộc của người ta và người ta đã bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Hay là bây giờ quý vị có thể thấy này, giống như là cho tiền người ăn xin. Nếu mà một người có suy nghĩ nông cạn sẽ thấy đó là hành động tốt đẹp. Nhưng mà một người có tầm nhìn giống như Đoàn Quý Lâm đã từng làm báo và điều tra sâu vào cái đường các cái đường dây chăn chắt ăn xin, thì mình thấy cái nguồn gốc của cái việc cho sinh ra ăn xin á, bóc lột ăn xin á, bóc lột trẻ em, bóc lột người già ăn xin, đó là do quý vị đã cho dễ dàng quá. Thì quý vị cho nhiều quá thì sẽ nó hình thành những đường dây bóc lột. Nếu cái quý vị dừng cho, không cho nữa thì những cái em bé cụ già đó để được trả tự do và không bị bóc lột nữa. Quý vị có hiểu điều này không? Rất là dễ hình dung. Bây giờ quý vị cứ mua vé số thì nó sẽ sản sinh ra những đứa bé, những cụ già buộc phải đi bán vé số. Còn nếu ta dừng mua thì họ đi làm chuyện khác. Chúng ta phải nhìn sâu, nhìn rộng hơn, là nhìn xa trông rộng hơn các vấn đề xã hội để chúng ta sống một cách nó đúng, mà nó bình an, nó thoải mái. Mỗi người đang ở đúng cái vị trí của mình, mỗi người đang có đúng cái sự trải nghiệm mà linh hồn của họ cần trải nghiệm. Không có gì là đau khổ hay là thất bại ở đây cả. Chúng ta sẽ thấy nè, trong cái câu chuyện của xã hội chúng ta thời gian qua, người giàu họ không hạnh phúc, người nghèo chưa chắc đã bất hạnh và người giàu chưa chắc là hạnh phúc. Đương nhiên giàu là tốt, nhưng mà giàu như thế nào, nguồn gốc của cải tiền bạc như thế nào. Còn như tôi có phân tích cái việc ông Dũng lò vôi và trở nên giàu, giàu phải nói là siêu giàu như vậy á, nhiều người họ sẽ nói là ô đó là một điều đáng tự hào và đáng khen thưởng khi mà ông ta đã làm từ thiện rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy nguồn gốc của sự giàu của ông Dũng là thế nào? Nguồn gốc sự giàu của ông Dũng là từ đất nghĩa trang đó. Tạo nên những khu nghĩa trang cho nhà giàu Sài Gòn đưa lên chôn cất ở Bình Dương, và nó tạo nên những cái bãi bê tông, đúng ra chết thì trở về với cát bụi, nhưng mà ở đây chết không được trở về với cát bụi mà chết trở về dưới đống bê tông đó. Rồi một cái nguồn nguồn mà mang lại tiền rất nhiều cho vợ chồng ông Dũng đó là cái khai thác khu công nghiệp, cho thuê mặt bằng khu công nghiệp, có đến 3 khu công nghiệp ở Bình Dương và rất lớn. Và vì sao ông ta có thể là thu được nhiều tiền từ khu công nghiệp? Bởi vì công nhân khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ, miền Trung đi vào lao động, giá nhân công rẻ mạt, rất rẻ mạt, để cho ông ta có thể thu được cái tiền cho thuê khi đó, để cho các cái doanh nghiệp nước ngoài nó có thể đến bóc lột lao động Việt Nam và có cái mặt bằng để bóc lột, và họ phải trả tiền cái mặt bằng đó cho ông Dũng và nhiều những cái chủ khu công nghiệp khác, giống như ông Đặng Thành Tâm của Tân Tạo. Họ rất giàu và họ giàu, chúng ta phải nhìn thấy cái sự giàu của họ có trên cái mồ hôi nước mắt, cái thân phận của hàng triệu công nhân, hàng trăm nghìn công nhân, hàng triệu công nhân khắp các cái nông thôn Việt Nam vào sống một cái đời sống phải nói là nô lệ, một đời sống rất là thấp, nhà trọ thì vô cùng chật hẹp và nóng bức, và điều kiện sống là tối thiểu, ăn uống đồ thì là đồ ôi thiêu, đồ hàng hàng giạt, đồ ô nhiễm, đồ mà trôi nổi, và giấc ngủ của họ chỉ đủ để sáng hôm sau lại đi vào nhà máy công xưởng tiếp tục làm việc, tiếp tục lao động, tiếp tục được khai thác. Họ ăn, họ ngủ, họ tiêu dùng đủ, trả cái mức lương 6-7 triệu lợi để chỉ đủ thôi, đủ cho người ta tồn tại để mà tiếp tục bóc lột,
thế thôi. Không có cái tình thương ở trong đó, không có trách nhiệm ở trong đó, không có cái sự bao dung ở trong đó, chỉ có sự bóc lột. Và dưới danh nghĩa là tạo công ăn việc làm, dưới danh nghĩa là thu hút đầu tư. Từ từ cái chuyện hoài linh thu giữ, nắm giữ tiền từ thiện, thiếu chân thật, rồi qua chuyện thủy tiên, đi làm từ thiện một cách là một cái trào lưu rất lớn, thu cả hàng trăm tỷ như vậy, rồi đi làm cứ đến đưa tiền cho các chính quyền địa phương, rồi đưa tiền cứ phát tiền cho dân. Tôi thấy đó đều là những hành động không tốt đẹp. Cái chỗ này này, cái chỗ mà Thủy Tiên đi làm từ thiện đó, mình nói cái chỗ này là nhiều người họ sẽ phản ứng mình. Mà tại vì mình lớn lên ở cái khu vực miền Trung, ngay trong rốn lũ, mình hiểu được người dân họ rất ok, không phải vấn đề gì hết. Chỉ có những cái người mà bị trôi nhà thì cần giúp đỡ ngay trong lúc đó thôi. Chứ còn nói thực ra là khi mà lũ đi ra cái là người dân họ đã thiết là cuộc sống bình thường lại mới rất dễ dàng. Đối với họ đã sống hàng chục đời nay, hàng trăm năm nay quanh các lưu vực sông mà, họ đã quen thuộc chuyện đó rồi. Nhà chúng ta bây giờ chúng ta mang tiền đến, mang các cái hoàng từ thiện lũ lượt xe ao ao từ Sài Gòn, từ Hà Nội kéo đến phân phát tiền và quà, thì người ta sẽ không đi làm gì hết, và người ta chỉ trù lại ở trong cái nhà bị ngập nước để người ta chờ đợi hàng từ thiện, người ta không thèm đi làm gì nữa. Ai ai cũng ngóng nhau nhau đi hàng từ thiện, đi nhận từ thiện, và người giàu cũng đi nhận từ thiện, người nghèo đi nhận từ thiện, người không bị gì, thiệt hại gì cũng đi nhận từ thiện. Đó là một cái sự lừa dối khủng khiếp, và thiệt hại đó là cái lòng tin và cái tiền bạc của những người mà nhẹ dạ cả tin đã bỏ ra để quyên góp cho những người mang đi. Đó, mình nói chân thật về cái điều này để cho mọi người hiểu, là mọi người bình an hơn, mà hãy chấp nhận. Thực ra thì trải nghiệm của Thủy Tiên nó cần thiết cho Thủy Tiên, trải nghiệm của Hoài Linh nó cần thiết cho Hoài Linh, kể cả là các nghệ sĩ quảng cáo gian dối sản phẩm, hay là những cái ông chủ khu công nghiệp giàu có và bây giờ cũng loay hoay với cái danh tiếng và cái sự giàu có của mình, thì chúng ta đều thấy đó, một bức tranh đó. Chúng ta không phê phán ai cả, chúng ta yêu thương tất cả, chúng ta hãy dành tình thương cho họ. Nhưng mà chúng ta phải thừa nhận một điều là họ đang ở đúng vị trí của họ, và có thể họ sẽ học được những cái trải nghiệm, những cái bài học thông qua cái câu chuyện trải nghiệm của họ, có lẽ là tốt thôi. Ok, riêng chúng ta đừng để cho những cái thông tin nó lôi kéo chúng ta đi quá xa. Chúng ta hãy quay về bên trong mình. Bên ngoài xã hội luôn đồng loạn, khi chúng ta quay ra bên ngoài chúng ta luôn đồng loạn, khi chúng ta quay bên trong chúng ta sẽ có sự bằng an, sự tĩnh trí, tĩnh tâm, sự an nhiên tự tại. Và đó chính là cái môi trường để nó phát sinh trí tuệ, và nó phát sinh hiểu biết, và nó sẽ thăng lên những cái cảm giác cao cả hơn. Xin cảm ơn mọi người.